Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay, một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ 5, ngày 26 tới tháng 10 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi Ha Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi à, ngày thứ 5 ngày 26 tây tháng 10 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Ở đây mình thấy các bạn tụ một là những người rất là mạnh mẽ ha, thông minh, nhạy bén và có khiếu ăn nói. Một số bạn thì các bạn rất là giỏi trong việc đưa ra những cái kế hoạch chiến lược. Một số bạn có khả năng là đã trở thành một cái người lãnh đạo rồi. Và mình thấy thời điểm này các bạn đang tạm có một cái sự lắng lại hoặc là các bạn có sự lùi lại để nhìn rõ vấn đề, tình huống nào đó để có những cái bước giải quyết phù hợp. Một số bạn ở đây mình thấy các bạn là những người cũng cần thời gian để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng sức khỏe nha mình thấy sắp có những cái chiến thắng thành công gì đó đến với các bạn đó ha hoặc là các bạn sắp có được những cái món quà hoặc là lời ngợi khen hoặc là những cái sự giúp đỡ hỗ trợ gì đó à, nhưng mà dường như hiện tại các bạn dường như đang có những cái vấn đề mà bạn cảm thấy trăn trở hoặc là mất phương hướng không tìm rõ được cái uh, sự rõ ràng à, các bạn được khuyến khích hãy yêu thương bản thân của mình một chút ha à, tạm dừng lại lùi một bước để tiến ba bước uhm. Và ở đây trước những cái lời đề nghị hoặc là những cái sự gọi là mời gọi gì đó các bạn nên suy tính cẩn thận để tránh bị người khác lừa nha và các bạn nên có sự bảo vệ chăm sóc cái sức khỏe đặc biệt là đôi mắt của các bạn hoặc là một số bạn các bạn nên có một cái chế độ lành mạnh để tập thể dục hay gì đó ha để giãn gân giãn cốt đó ha để có một cơ thể dẻo dai bởi vì mình thấy dạo gần đây là cái xương khớp của bạn nó hơi nhức mỏi gì đó thì mình thấy là như vậy hoặc là nên cung cấp thêm vitamin D cho cơ thể. Ừ. Mình thấy khi mà bạn cảm thấy uh, có sự gọi là lo âu ha, hoảng loạn gì đó thì không không có cái cái um, giải pháp nào đâu, nhưng mà khi mà bạn lùi lại, bạn thoải mái thư giãn á, thì những cái giải pháp sẽ được đưa ra và sẽ mang đến cho bạn cái sự chiến thắng nha. Rồi. Ngày thứ 5, 26 tới tháng 10 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? trong ngày hôm nay có một số bạn sẽ có một cái khởi đầu hành trình mới gì đó ha? hoặc là mình thấy có thể là bạn cũng khá là bận rộn công việc nhiều gánh nặng áp lực nhiều hoặc là một vài bạn có khả năng là sẽ tìm được cơ hội công việc mới một kế hoạch mới dự án mới và có khả năng các bạn phải chuẩn bị uh, nhiều thứ để làm trong thời gian tiếp theo ừ. Ừ. Có một vài bạn thì có thể là các bạn sẽ đọc sách thật là nghiên cứu hoặc là có một cái món đồ mới gì đó cho nên mình thấy bạn cũng có sự tìm tòi cái cách uh, sử dụng nó như thế nào có một số bạn các bạn đi đứng cẩn thận ha tập trung để tránh bị rồi là trọt té nha ừ. hoặc là bị hụt chân đó ha mình thấy là như vậy trong ngày này có một số bạn có thể là bạn sẽ đi đám cưới hoặc là các bạn cũng có một cái nguồn tiền tiền lương tiền thưởng là nhuận đầu tư gì đó hoặc một số bạn có khả năng là có một cái sự quan sát xem xét giá vàng giá tiền tệ ha hoặc là một vài bạn có khả năng sẽ có sự mua bán vàng gì đó trong ngày này trong ngày này mình thấy vào cuối ngày dường như các bạn có sự cân bằng, các bạn có sự phục hồi năng lượng sức khỏe hoặc tinh thần ở đây. Hoặc số một số bạn mình thấy khả năng là các bạn có sự nấu ăn ha uh, cho gia đình của mình. Hoặc là các bạn có khả năng là sẽ uh, hơi buồn ngủ cho nên là nếu mệt mỏi cứ ngủ đi nha, à, cứ lấy lại năng lượng của mình đi. Bởi vì đây là thời điểm mà gọi là bước vào mùa đông rồi cho nên là đôi khi mình rất là mỏi mệt và bạn cần phải có nhiều năng lượng nhiều sức khỏe hơn để chuẩn bị cho một mùa xuân một cái năm kế tiếp cho nên thời điểm này các bạn có quyền để cho bản thân của bạn được nghỉ dưỡng nha đừng gồng cánh quá nhiều đặc biệt một số bạn đừng mang vác quá nhiều trong ngày này hoặc là bạn có việc gì đó thì hãy có một cái sự chia công việc hoặc là hỗ nhờ hỗ trợ của người khác một số bạn thì mình thấy khả năng các bạn có sự kết nối với con cái của mình hoặc là một số bạn sẽ ăn tiệc tân gia hoặc là đầy tháng gì đó thôi no gì đó vân vân và trong ngày hôm nay thì có thể là một số bạn các bạn sẽ xem hài xem kịch ha hoặc là um, có một vài bạn sẽ chụp hình chung với gia đình của mình hoặc là có một số bạn các bạn sẽ có cái sự lên kế hoạch để chuẩn bị đám cưới ha có một vài bạn thì như vậy và có thể là bạn đi đến nơi đông người nữa, à, đi đến một cái hội thảo. À, mình thấy ở đây các bạn có những cái sự lưu lại kỷ niệm nè, ừ, hoặc là xem lại những bức ảnh cũ. À, một vài bạn thì có thời sự gọi nhớ về quá khứ, hoặc là có một cái sự đoàn tụ, xung hợp gì đó với những người thân yêu. À, có một số bạn có khả năng có những tin tức vui về con cái, hoặc là bạn xem được những tin tức liên quan đến những cái người um, nổi tiếng họ có tin tức vui về con cái chẳng hạn. À, hoặc là một số bạn nam các bạn ấy sẽ À, đưa vợ mình đi khám thai ha kiểu như vậy à, mình thấy có khả năng các bạn sẽ xem được một cái bộ phim liên quan đến tình yêu vô điều kiện hoặc là bạn có thể nhìn xung quanh cuộc sống của mình và bạn thấy có một cái cặp đôi nào đó khiến bạn cảm thấy ngưỡng mộ ha về tình yêu của họ và số bạn sẽ đón nhận những tin tức mới ở đây ha có một cái điều gì đó kỳ diệu hoặc cái điều ngạc nhiên đến với các bạn các bạn được truyền cảm hứng rất là nhiều hoặc là bạn được khuyến khích mọi người khuyến khích hoặc là có khả năng một số bạn sẽ nhận được tin tức coi như là mình chiến thắng mình thành công mình được nhận vào làm việc hoặc là mình được đề xuất thêm một kế hoạch mới được trọng dụng vân vân ừ. có khả năng là có tin nhắn từ ngân hàng ha báo là tiền nó được chảy vào cái tài khoản của các bạn à ở đây mình thấy nếu như mà bạn đang cân nhắc một cái việc cam kết tham gia một cái khóa học mới hoặc là một cái hình thức học tập nào đó thì các thiên thần đang khuyến khích bạn làm như vậy ha à, bởi vì cái khả năng nó sẽ cho phép bạn hiểu thêm về những cái điểm mạnh và tài năng mà bạn có đồng thời giúp cho bạn tạo dựng một cuộc sống cân bằng à, bạn là một người có khả năng học hỏi bẩm sinh và bằng cách nghiên cứu điều gì đó mà bạn bị thu hút bạn sẽ có thể truyền năng lượng của mình vào đó và vượt qua cái sự mong đợi của bạn ha có đạt được cái kết quả thành công hãy nhớ cầu xin kêu gọi các thiên thần hướng dẫn bạn trong cái quá trình học tập của mình và các ngài sẽ giúp cho bạn tiếp cận được cái trí thông minh do vũ trụ ban cho các bạn đó ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ năm ngày 26 tới tháng 10 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người có thể cũng có bạn bè xung quanh hoặc là bạn làm những công việc gì đó mà liên quan đến cộng đồng ha. Một số bạn thì mình thấy các bạn là những người rất là giỏi. Giỏi về ngoại ngữ hoặc là một số bạn rất là hay quan tâm nhiều đến vấn đề thế giới trong thời điểm này. Có một số bạn các bạn là những người có những cái sự cống hiến đóng góp gì đó cho cộng đồng cho mọi người hoặc là ở đây mình thấy các bạn đang cố gắng hoàn thiện, hoàn thành uh, những cái sứ mệnh tốt đẹp gì đó hoặc cố gắng hoàn thiện bản thân của mình tốt hơn. À, và mình thấy các bạn đang tập trung vào vấn đề tiền bạc ha à, cố gắng nỗ lực chăm chỉ và đồng thời ở đây mình thấy các bạn có sự tinh tế có sự cẩn trọng và có sự quyết đoán dứt khoát ha các bạn là những người có sự công bằng liêm chính đó. và mình thấy dường như dạo gần đây là bạn nhiều việc phải làm lắm mệt mỏi và đôi khi nó khiến cho bạn cảm thấy hơi bị kiệt sức một số bạn dạo gần đây là hơi lạnh trong người nha à, cho nên các bạn cũng nên biết giữ ấm cơ thể nha Uh, có một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn uh, đừng mang vác nặng quá thôi sẽ bị đau uh, nhức xương khớp của mình hoặc đau lưng hoặc là một vài bạn đi ra ngoài cẩn trọng cái vấn đề rất tiền nha bị rơi rất tiền bạc gì đó ừ. hoặc là làm rơi giấy tờ cho nên là mình hết sức uh, kỹ lưỡng hơn về cái vấn đề này mình thấy dạo gần đây các bạn đang tìm hiểu học hỏi cái gì đó mới đó hoặc là bạn có sự ghi chép ghi chép những cái kinh nghiệm hoặc là học hỏi từ người khác ha để phát triển tri uh, thức của bản thân mình ừ. và mình thấy các bạn cũng là một người đang gọi là có một cái sự thượng tôn pháp luật các bạn đang có sự gọi là cố gắng ha à, sống một cách tuân thủ theo pháp luật để đem đến cái sự yên bình cho cuộc sống của mình rồi để mình xem ngày thứ năm 26 tháng 10 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào trong ngày hôm nay mình thấy có thể là một vài bạn các bạn sẽ có một cái sự cân bằng ha các bạn có những cái kế hoạch gì đó trong thời gian tới và các bạn đang xem xét tiên lượng xong xem cái mình nên làm gì ở bước tiếp theo à, hoặc các bạn có những cái hướng đi con đường rõ ràng hơn một số bạn coi chừng bị cúp điện nha hoặc là mình thấy khả năng là bạn có sử dụng lửa các bạn cũng nên cẩn trọng để tránh vấn đề hỏa hoạn ha ở đây mình thấy có khả năng là bạn cũng có nhiều tình huống đến, nhiều việc nhưng mà bạn đều có thể giải quyết được. Bạn có khả năng nhìn sâu, nhìn xa, ha, để có khả năng nhìn thấu vấn đề cho nên là không gì có thể qua mặt được các bạn đâu. Ừ. Một số bạn có thể là các bạn sẽ nâng cao sự sáng tạo hoặc là bạn sẽ có một cái sự thu hút cái gì đó mà bạn mong muốn đến với các bạn. Ừ. Có khả năng một số bạn sẽ vận dụng luật hấp dẫn trong ngày này hoặc là một vài bạn có khả năng là các bạn cũng sẽ đi... Uh, hóng gió đi uh, có một cái sự ra ngoài thiên nhiên hít thở không khí trong lành tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mình thấy là như vậy hoặc là vui chơi với thú cưng của mình ha hoặc là các bạn có một cái sự rõ ràng có một cái điểm sáng nào đó hoặc một cái thông tin uh, tốt đẹp nào đó mà bạn thu hút được kiểu vậy đồng thời ở đây thì mình thấy uh, có một số bạn các bạn cũng sẽ có sự quyết tâm cho cái uh, mục tiêu hướng đi của các bạn ha các bạn có sự gọi đứng vững trên cái um, vị trí của mình địa vị của mình ha và có những cái sự chống đối Công kích nhưng mà bạn sẽ vượt qua được tất cả Bởi vì bạn là một người có một cái Sự giỏi giang Và có sự gọi là cứng cáp ừ. Ở đây thì mình thấy một số bạn Sẽ có sự hợp bàn với mọi người Để làm ra một cái uh, Kế hoạch nào đó ha hoặc là hoàn thành xong Dự án kế hoạch với đội nhóm Hoặc là bạn sẽ lên kế hoạch gì đó uh, Hoặc là có sự gọi là giúp đỡ của ai đó Dành cho các bạn để hoàn thành xong Một cái um, uh, Một cái uh, công việc hoặc là một cái sản phẩm gì đó vân vân ừ. có thể ai đó xin bạn lời khuyên hoặc bạn uh, xin lời khuyên từ một ai đó cho cái công việc của mình một số bạn có khả năng là sẽ có hợp với um, đội nhóm hoặc với cấp trên trong uh, ngày này ừ. hoặc là bạn có khả năng sẽ có sự gọi là um, cầu nguyện ha có sự hợp với mọi người có sự cầu nguyện gì đó ở đây Trong ngày hôm nay có thể là một vài bạn các bạn có được một số tiền nhỏ nhỏ ha, cho cái uh, uh, sự sáng tạo nào đó của các bạn Hoặc là các bạn có khả năng nhận được tiền công ha, cho cái vấn đề hoàn thành xong một cái sản phẩm nào đó chẳng hạn ừ. Một số bạn mình thấy các bạn có sự bố trí, ha, trang trí lại nhà cửa, ừ, dọn dẹp, bắt dọn gì đó ở đây nè à, Bạn nào có tham gia cuộc thi phỏng vấn thì mình thấy bạn rất là kỹ, bạn rất là khôn ngoan, bạn có khả năng gọi là À, nắm bắt được tình hình và biết xoay chuyển nó và mình thấy bạn sẽ thành công nha ừ. và có thể công việc này đòi hỏi bạn phải có sự đoàn kết ha à, phải có một cái sự gọi là hòa hợp với mọi người và đồng thời có sự tương trợ lẫn nhau ừ. có một vài bạn có khả năng sẽ mua hoa hướng dương về chân hoặc là chăm sóc hoa lá hoặc là bạn sẽ có khả năng là thấy vườn hoa trong uh, khu vườn của mình nó nở rộ chỉ vậy ừ. một số bạn các bạn muốn nâng cao sự sáng tạo các bạn nên tập thể dục nè các bạn nên uống nước nè các bạn nên giữ cho mình cái sự thanh thản bình an nhất thoải mái nhất ha một số bạn có khả năng các bạn có một cái sự quan sát camera hoặc là bạn sẽ mua một cái ống nhòm ha hoặc là bạn có sự quan sát gì đó ở phía xa rồi bạn có sự ngắm mây trời chim chóc rồi đó ở đây mình thấy có thể là một vài bạn các bạn sẽ tham gia một khóa huấn luyện đào tạo hoặc là bạn sẽ là cái người được lên chức ha giữ vị trí huấn luyện đào tạo nguồn nhân lực ha, kiểu như vậy có một số bạn các bạn có những cái hợp đồng dự án gì đó mà bạn rất là muốn hoàn thành cho xong nhưng mà dường như có những cái điều gì đó cản trở nhưng mà mình thấy bạn có một cái ý chí quyết tâm rất là lớn ha hoặc các bạn có những cái hợp đồng ừ, mua bán kinh doanh hoặc ai đó mời gọi các bạn thì mình thấy đây là thời điểm mà các bạn nên tỉnh táo ha, trước khi các bạn có sự gọi là bung tiền ra, bởi vì đôi khi có những cái um, điều gọi là gian bẫy, á, cho nên là các bạn hết sức cẩn trọng khi mà bạn muốn đầu tư. Ừ. Và đây là thời điểm khó khăn nữa ha, à, kiếm tiền thì dễ nhưng mà chi tiền, kiếm tiền thì khó nhưng mà chi tiền thì rất là dễ, cho nên và rất là khó để lấy lại tiền, cho nên là mình hết sức tỉnh táo để tránh bị người khác lợi dụng hoặc là lừa đảo. Ừ. ở đây mình thấy các bạn có sự sắp xếp có sự chuẩn bị ừ. và lên cái đường hướng có khả năng bạn muốn bắt đầu một cái điều gì đó mới cho nên mình thấy các bạn có một cái tư thế chuẩn bị sẵn sàng à, niềm tin sắc đá ở đây ha ừ. ở đây mình thấy các bạn rất là may mắn khi mà bạn nhận được cái sự hướng dẫn và hỗ trợ của mẹ Maria vào thời điểm này nha Ừ. tinh thần nuôi dưỡng và yêu thương của mẹ sẽ lấp đầy năng lượng của bạn giống như một cái chiếc cốc để bạn có thể cảm thấy trọn vẹn trở lại cùng với các thiên thần thì um, đôi khi có khả năng là một số bạn các bạn cảm thấy như là bạn không được yêu thương và khó chia sẻ tình yêu với người khác thì mẹ ở đây cùng với các thiên thần để có thể giúp cho bạn nhận ra những cái sự may mắn trong cuộc sống của bạn cũng như giúp cho bạn có khả năng nhận được tình yêu thương của mọi người ha và bạn biết lan tỏ tình yêu chia sẻ ở đây bạn đã cống hiến rất là nhiều cho cuộc sống và tình yêu thì giờ là lúc để bạn nhận lại à, à, có một số bạn có khả năng có những cái tin tức vui về con cái ha hoặc là ở đây thì à, mẹ maria đến để gửi lời chúc phúc đến bạn để bạn có thể là cảm thấy được bao bọc và an toàn trong tình yêu của mẹ và bạn đang được khuyến khích yêu bản thân và thấy rằng mình xứng đáng được yêu thương ha để đức mẹ có thể làm việc với các thiên thần mang lại cho bạn sự chủ lành và phép lại cho cuộc sống của bạn Ừ, bà mẹ yêu bạn vô điều kiện ha à. Và yêu bản thân của mình Giống như những gì mà um, bạn đã có sự trao đi cho người khác Thì đây là, đây là cái thời điểm mà các bạn nên yêu bản thân của bạn Ở đây thì mình thấy là dù cho các bạn ha có đạo hay không có đạo Nhưng mẹ Maria luôn có sự gọi là giỏi theo yêu thương các bạn vô điều kiện Cho nên bạn có quyền kêu cầu, cầu xin sự hướng dẫn Hoặc là À, có sự gọi là à, gửi những cái lời tâm sự với mẹ ha. Đặc biệt những bạn nào mà đang mang thai ha, đang làm mẹ đó, thì mẹ sẽ hỗ trợ cho các bạn có thể bảo vệ chăm sóc cho con cái của mình tốt, ừ, bảo vệ an toàn ha cho người thân của các bạn. Ừ, hoặc là ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hãy quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ của các bạn trong thời điểm này. Ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ năm ngày 26 mươi tháng 10 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ ba đây mình thấy các bạn tù ba là những người đang trong cái giai đoạn đổi mới cuộc sống bước vào cái giai đoạn định mệnh rồi và mình thấy các bạn đang có sự lắng động đi sâu vào bên trong của mình để tìm kiếm cái phương hướng con đường và các bạn là những người có cái sự gọi là thông tuệ các bạn đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm hoặc là đây là thời điểm mà các bạn sẽ nâng cao được cái kiến thức tri thức của các bạn khi mà bạn muốn phát triển bản thân muốn tìm kiếm cái hành trình chính yếu của mình và tìm ra được cái sứ mệnh của mình và mình thấy các bạn đang bước vào cái giai đoạn mà bạn sẽ có khả năng biết ước mơ trở thành sự thật khi mà bạn đã tìm ra được cái danh tính của bản thân hoặc là bạn đã tìm ra được cái uh, mục đích sống ha kiểu như vậy các bạn là những người sống rất là ngọt ngào chân thành ấm áp nhẹ nhàng tinh tế và có sự yêu thương à, mặc dù có thể là bề ngoài các bạn là một người có một cái sự không có um, có sự không có thích tương tác nhiều quá nhiều người hoặc là các bạn có vẻ hơi thờ ơ nhưng mà trong bạn là một cái người có một cái trái tim nhân hậu ha ở đây mình thấy uh, trong cuộc sống của bạn có một cái người mang năng lượng nữ người này họ sẽ uh, hướng dẫn hoặc hỗ trợ hoặc cho bạn lời khuyên gì đó ha ừ. giúp cho bạn có sự uh, cảm nhận được cái tình yêu thương hoặc là cái sự quan tâm hoặc là phát triển cái uh, trái tim cởi mở của mình số bạn các bạn có thiên hứng về nghệ thuật uhm, và đặc biệt các bạn có một cái uh, sự khấu cảm ở đây nữa các bạn đang dần dần gọi là phát triển được những cái khả năng thiên bẩm của các bạn đó, tài năng của các bạn à, ở đây mình thấy dường như trong cuộc sống của bạn sắp tới bạn sẽ hoàn thành một cái điều gì đó ước mơ trở thành sự thật hoặc là các bạn có tới hai điều bạn cảm thấy rất là vui vẻ rất là trọn vẹn một số bạn thì mình thấy sắp tới thì có khả năng bạn sẽ có những cái buổi tiệc vui vẻ với gia đình người thân ha ừ, đi ăn cưới hoặc là có những cái đám tiệc gì đó ha, sẽ diễn ra ừ số bạn có khả năng nhận được lời khen hoặc là nhận được những cái món quà, ha, sự hỗ trợ. mình thấy các bạn cũng là một người rất là thích làm cái điều gì đó cho cộng đồng, ha, à, cho xã hội. số bạn ở đây thì mình thấy bạn cho đi, bạn sẽ được nhận lại, ha, nhận lại từ ơn trên. Ừ. trong ngày hôm nay thì mình thấy bạn nào có ăn uống nhớ cẩn thận tránh vấn đề gọi là đổ bể ly tách rồi đó. Và đồng thời ở đây thì mình thấy dường như các bạn có một cái sự nhớ về những kỷ niệm xa xưa nào đó Rồi nó khiến cho bạn cảm thấy tổn thương ừ, Cho nên là bạn được khuyến khích hãy trân trọng những gì đang có hiện tại nha Nguồn năng lượng của bạn đang rất là tốt cho nên đừng có để bản thân bị tụt giảm năng lượng nha ừ. Những gì quá khứ thì bạn có thể nhớ về nó một khoảng thời gian thôi Rồi sau đó hãy có một cái sự lắng động và tập trung ở hiện tại và tạo ra một tương lai tươi tốt Ừ. Trong ngày này thì mình thấy các bạn cẩn thận với những cái người gọi là bỏ bèo thuốc mê à, vân vân Cẩn trọng hết sức mình ha à, Để bảo vệ bản thân không có bị người khác lừa đảo Gây ra cho mình cái sự thất thoát ừ. Có một số bạn ở đây thì coi chừng có những cái cuộc gọi lừa đảo nữa đó À Đặc biệt là mình thấy dạo gần đây có những cái chiêu trò lừa đảo giống như là họ mướn bạn làm cái điều gì đó họ sẽ chi trả tiền với sự gọi là thả con tép bắt con tôm cho nên là um, nó sẽ khiến cho bạn bị mất ha, số tiền khá là nhiều và rất là nhiều nạn nhân lên án rồi. Cho nên các bạn cần hết sức uh, cẩn thận với những cái chiêu trò qua điện thoại lừa đảo rồi đó ha. Ở đây một số mà có khả năng là bạn sẽ có được cái nguồn tiền, tiền lương, tiền hưởng lợi nhuận từ đầu tư ha, có khả năng là từ 800.000 đến 9 triệu đồng vân vân hoặc là bạn sẽ có sự thu hoạch trái cây hoặc là một số bạn có khả năng là sẽ ăn nho trong ngày này một vài bạn có khả năng có sự dự tính là mua điện thoại cho nên có sự mất mát là bị tổng hao tài chính bởi vì mua những cái vật dụng món đồ mới hoặc là bạn mua thiết bị điện tử nào đó ha hoặc là mình thấy các bạn có những cái quyết định sáng suốt rõ ràng lý trí gì đó cho cái công việc của các bạn ừ. và trong ngày hôm nay thì cẩn thận với một cái sự tinh tế và có sự gọi là um, nghiêm túc hoặc là thấu suốt để bạn không có à, bị người khác thao túng hoặc là mất tiền mất bạc. Ừ. À, đặc biệt á, có một vài bạn thì ăn uống hoặc là có sự tương tác tiếp xúc với một người nào đó là quắc thì các bạn cần hết sức à, cẩn trọng để tránh cái vấn đề như là bị à, bỏ bùa hôi miên như mình nói hoặc là bỏ thuốc mê đó. À, à. Ngoài ra thì mình thấy khả năng vào cuối ngày các bạn sẽ có niềm vui như bạn sẽ đi hẹn hò với người yêu hoặc là các bạn có sự giao hòa với mọi người hoặc là bạn cảm thấy hạnh phúc hoặc là mình thấy ngoài ra các bạn còn có khả năng là sẽ chăm chỉ làm việc nữa ừ. chăm chỉ uh, nâng cao tay nghề uh, kỹ thuật của mình và kiến thức của mình ừ. hoặc là một số bạn có khả năng là bạn sẽ đếm tiền ha <laughs> rồi uh, có một vài bạn các bạn cảm thấy hạnh phúc vì những gì mà mình đã đạt được hoặc đã thu hút được ừ. Một số bạn khả năng là sẽ làm bánh hoặc là các bạn sẽ kiểu như là thiết kế một cái điều gì đó, trang trí một cái điều gì đó ở đây Hoặc tạo ra một cái sản phẩm ha, như vậy Và trong ngày hôm nay thì mình thấy là à, Một vài bạn thì có thể là các bạn à, sẽ có một cái sự được lên chức ha, lên một vị trí cao Ừ hoặc là hợp tác uh, vui vẻ với một ai đó nhưng mà mình thấy có những cái cạm bẫy đó cho nên hết sức cẩn thận kỹ lưỡng ừ. đôi khi có những người đeo mặt nạ với các bạn nha à giá bộ tốt, bài, tốt đẹp ha, để mời gọi bạn làm cái gì đó cho nên hết sức cẩn trọng đây là thời điểm mà không có thể gọi là quá tin tưởng một bất cứ ai ừ. một số bạn là có khả năng là trong cái uh, giai đoạn đầu ngày các bạn cảm thấy mỏi mệt hoặc là bạn có sự dây dưa trên giường không muốn dậy ha ừ. hoặc là cảm thấy hơi lười một chút <laughs> nhưng mà sau đó mình thấy dường như bạn sẽ giật dậy bạn đi ra ngoài hóng gió hoặc là các bạn có một cái sự uh, có niềm vui về tài chính cho nên tự nhiên bạn có sự rộn ràng trở lại thậm chí có một số bạn sẽ có sự gắn kết rất là mật ngọt với người yêu của mình ở đây một số bạn có khả năng có tin tức vui về con cái Hoặc có sự hỗ trợ gia đình người thân Hoặc là cha mẹ có sự quan tâm các bạn Hoặc là một vài bạn có thể là um, Các bạn chăm sóc cho chăm sóc cho con cái uh, của mình Rất là tốt ha, kiểu như vậy Có sự quan tâm gia đình với nhau Có sự hỗ trợ lẫn nhau à, Mình thấy trong ngày này đó có chừng có người điều khiển Hoặc là như mình nói là họ có sự À uh, uh, bùa, thôi miên, hút mê. <laughs> đó là những cái điều mà gọi là nó nguy hiểm cho nên các bạn hết sức uh, cẩn trọng. Hoặc là các bạn được khuyến khích là tránh xa những cái vấn đề liên quan đến bùa chú nha, ma giáo gì đó ha. Tự bạn có thể làm nên tất cả và đây là thời điểm mà các bạn khi mà bạn đã muốn bạn thu hút bạn sẽ cố gắng bạn quyết tâm và bạn sẽ làm được. Không cần phải vay mượn bất cứ những cái điều gì liên quan đến vấn đề này. Bởi vì đây là thời gian đây là một cái năm gọi là nghiệp quả cho nên là tốt nhất đừng đụng chạm với những cái điều đó. Vay là phải trả và trả cái giá rất là đắt thậm chí là có sự gọi là đánh đổi những cái điều quý giá nhất của bạn cho nên tốt nhất không chạm vào không đụng vào và nếu như bạn đã lỡ rồi ha bạn không biết ừ. bạn đã lỡ rồi thì mình thấy bạn nên từ bỏ và cầu xin thiên thần Michael hỗ trợ cho các bạn cắt đứt cái sợi dây liên kết giữa bạn với cái vấn đề đó ha à, và thiên thần Raphael chữa lành cho các bạn và thiên thần Gabriel hỗ trợ để bạn có thể cải thiện trong cái vấn đề gọi là suy nghĩ và nâng cao sự sáng tạo khả năng giao tiếp của mình để bạn có thành công hơn trong cái sự nghiệp của các bạn à, khi mà bạn có sự làm đồng minh với thần thánh thì bạn sẽ có được những kết quả thắng lợi và bạn sẽ không mất cái gì cả à, còn khi bạn hợp tác với những điều đang tối thì bạn sẽ mất nhiều hơn là được cho nên là các bạn hết sức cẩn trọng hoặc là một số bạn sẽ đọc được những tin tức liên quan vấn đề này à, một số bạn khả năng là trong ngày này có ai đó gọi là muốn điều khiển các bạn Ha, hoặc là muốn các bạn làm theo ý họ kiểu như vậy thì việc của các bạn cần phải phân tích vấn đề ha à, vấn đề lợi hại ở đây hoặc là mình thấy các bạn cẩn trọng đừng để người khác thao túng hoặc khiến cho bạn mỏi mệt khiến cho bạn gọi là tranh cãi với họ đừng quan tâm đến họ đừng quan tâm đến những người tiêu cực tập trung vào việc chính yếu của mình ha, không ai có thể thao túng được bạn nếu như bạn đã vững ở bên trong rồi ừ. và ở đây mình thấy là các bạn có khả năng được lên chức cho nên các bạn có thể ra lệnh cho người khác chẳng hạn.Ở ừ. đây mình thấy có thể là bạn sẽ có sự quản lý sắp xếp thời gian, ha, lên kế hoạch tổ chức gì đó um, cho công việc của mình hoặc cho những cái dự án sắp tới hoặc cho những cái buổi tiệc sắp tới, kiểu như vậy. Ở đây thì mình thấy cái thiên thần đã sẵn sàng mang đến cho bạn những cái suy nghĩ, cảm xúc hướng dẫn cũng như những cái lời nói truyền cảm hứng và bên trong bạn là một cái giọng nói mạnh mẽ và kiên cường mà các ngài đang sử dụng để hướng dẫn cho các bạn. Vì vậy bạn hãy dành chút thời gian để lắng nghe bên trong ha. À, bạn đã yêu cầu sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các cõi cao hơn thì giờ đây các ngài đã sẵn sàng hướng dẫn bạn một cách yêu thương đến cái bước tiếp theo. Và bất kỳ hướng dẫn yêu thương nào bạn đang nghe vào thời điểm này là 100% tự nguồn, hãy tin tưởng ha. Ừ. Mà số bạn ở đây cũng nên uống nước nhiều để giữ cho mình cái sự tỉnh táo nè Thấy các bạn có sự ơ hờ với nguồn nước quá ừ. Và ở đây thì mình thấy là tiếng nó bên trong rất là tinh tế Và còn có sự kiên nhẫn cũng như sự lặng sẵn sàng lắng nghe Để thực sự nghe được những gì nó nói ha Nhưng bạn sẽ biết khi nào có thiên thần đang nói chuyện với bạn Bởi vì bất cứ điều gì mà các ngài trình bày với bạn sẽ hoàn toàn yêu thương Và hỗ trợ và sẽ không có gì phải dội dàng ha ừ nếu như cái hướng dẫn mà bạn nghe được làm cái điều gì đó có thể gây hại cho bạn hoặc người khác hoặc bạn được hứa hẹn sẽ giàu có quá mức thì bạn sẽ biết cái tôi của mình đã chiếm lĩnh ha? đó chính là cái bản ngã chứ không phải là cái thiên thần đang nói chuyện với các bạn ừ. hãy nhắm mắt lại và lắng nghe hỗ trợ luôn có sự hiện có cho các bạn hãy cầu nguyện và sau đó tin tưởng ở đây có một vài bạn uh, nữ ha hoặc là một số bạn còn non nớt uhm, bạn quá tin người cẩn thận với những cái người tiếp xúc tương tác với các bạn Đặc biệt những bạn nữ là hẹn hò với một cái người nào đó mới quen cẩn thận Coi chừng bị chút thuốc mê ha Rồi gây hại cho các bạn đó nha ừ, Mình thấy là như vậy Và mình thấy bất cứ những cái đồ ăn thức uống gì đó Mà khi mà nó đã xa tầm mắt của các bạn Tốt nhất đừng có nên dùng lại ừ, Đặc biệt là những người khác đưa cho các bạn nữa ha, Hết sức cẩn trọng ừ. à, Và ở đây thì mình thấy là ừ, Một số bạn đi đứng cẩn thận nha à, bởi vì có khả năng trời mưa đường trơn trượt đặc biệt là ở nhà quan tâm gì đến gia đình cha mẹ cái vấn đề này để tránh bị té bấp ngã ừ. và có thể có trời mưa trong ngày hôm nay cho nên các bạn nhớ đem theo áo mưa có cái sự dự phòng ha cho bản thân của mình ừ. hoặc là bạn sẽ có trường bị ngập nước đâu đó mình thấy là như vậy đó ừ. một số bạn sẽ đọc được những tin tức liên quan đến bão lũ ở đây nè từ đó các bạn có biện pháp phòng chống và mình thấy các bạn có sự cầu nguyện cho mọi người nữa ha à, hoặc là bạn sẽ ngắm sao trăng gì đó vân vân rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn